bếp vào bếp sạch phơi khô cho cô. Dạ vâng vâng. Bếp vào bếp. Ê, dạ vâng ạ. Ừ. Chị ơi, thế còn vợ chồng cái Trang chưa về ạ? Chúng nó đang trên đường về rồi đấy. Lẽ ra là về sớm hơn cơ, nhưng do tính chất công việc nên được nghỉ ít lắm cô ạ. Chứ còn gì nữa, hai cái nghề cần kíp cho xã hội, không có mặt là không xong. Như ông rể nhà chị, suốt từ hôm cưới đến giờ em còn chưa gặp lại đấy. Yên tâm đi, hôm nay thế nào cũng gặp nhá. Mẹ nhá. Ơi. Ôi, à đây về này chị. À, chào ông. Chị đón chúng nó đi. Em về rồi à các con. Mẹ. Sao, đi đường có mệt không con? Hả? Dạ không đâu mẹ. Không mệt, ui, có một tiếng thôi ạ. Ờ, thế thằng Nghiêm đâu? À, hôm nay anh Nghiêm có một vụ tai nạn đột xuất cần xử lý, cho nên anh sẽ về sau ạ. Có về thật không? Hay là lại chỉ nói thế thôi? Lần nào cũng lý do lý chấu rồi là không thấy đâu. Ồ, có chứ à. Ui, dỗ đầu bố vợ, làm sao mà không về được. Anh em giúp dân như thế, được xem là góp công đức để hồi hướng cho bác trai. Có phúc lắm đấy ạ. À. Con Đào này, lúc nào nói cũng như hát hay ấy. Thôi được rồi, đi. Đi vào trong nhà đi các con. Còn cô? Cháu gì? Xong rồi. Em cháu. Em lấy xong thông tin rồi. Về để cầm cho anh bộ đồ nhé. Dạ vâng. Bác sĩ, tình hình bệnh nhân thế nào rồi ạ? Không có tổn thương nào đáng kể, nhưng bệnh nhân đang bị mất trí nhớ tạm thời. Cái gì? Mất trí nhớ tạm thời ạ? Lý do có thể bị choáng, cũng có thể do chấn thương sọ não. Phải tiến hành chụp CT và làm một số xét nghiệm để xem bên trong có bị tổn thương gì không. Vâng, cảm ơn anh. Anh ơi, người nhà bệnh nhân đến chưa ạ? Chúng tôi cần làm thủ tục để nhập viện. Cứ để tôi, cô ấy ở tận trong thành phố Hồ Chí Minh, không có người thân ngoài này. Vậy thì mời anh đi theo tôi ạ. Lát nữa mày có tạt qua nhà luôn không? Chắc là không. Hôm nay còn sắp để tao tiêm phòng. Xong việc ở đây là tao tranh thủ về nhà xem nó có sốt xiếc gì không. Mà mày rảnh rang đi về đi. Ai? Mày. Tao á? Ừ. Tao rảnh á? Thôi thôi, tao rảnh quá. Lát nữa nhá, tao phải lộn lên trên phố để đi đón thằng con trai lớn và thằng con trai bé nhá. Trang ơi, ở đây rồi. Lát nữa tao mày đi về cùng nhá. Mày nhắn cho Nghiêm đấy à? Đến đâu rồi? Anh ấy bảo là đi giải quyết công việc một tí rồi về. Thế mà bây giờ vẫn chưa thấy đâu cả. Thế thì sẵn điện thoại ở đây mày gọi cho ông ấy đi. Hỏi xem ông đi đến đâu rồi. Mày cứ đứng chờ như thế không thấy sốt ruột à? Ô hay con này. Mày thấy chưa? Mày bảo nó lấy chồng sướng á. Không quản được chồng cái kìa. Em đây. Anh về tới đâu rồi? Khả năng là anh không thể về được nữa. Em vẫn chưa xong. Nhưng mà mẹ đã nói với mọi người là anh về mà. Anh sợ là... Thôi, em cứ đưa máy cho mẹ đi. Anh sẽ nói chuyện và xin lỗi mẹ cho. Thôi không cần. Đằng nào anh cũng không về thì nói gì cũng thế cả thôi. Này, thế ông Nghiêm không về à? Đúng là con trai nhà họ Hứa. Này, ông Nghiêm ấy phải đổi từ Nguyễn Đức Nghiêm sang Hứa Đức Nghiêm, như thế mới chuẩn. Thôi đi con này, mình phải thông cảm, ngành nghề đặc thù. Thôi, mình vì mọi người, rồi mọi người sẽ vì mình. Mày nhìn ngoài kia, cô dì chú bác đông vui, đến làm dỗ cho bố thế còn gì. Thế nào rồi mấy đứa, xong việc chưa? Dạ. Đi ra đi, mọi người đến rồi. Nghiêm về đến đâu rồi con?
Anh Nghiêm vừa mới gọi điện thoại cho con, bảo là chưa giải quyết xong công việc, cho nên anh ấy không về được ạ. Tao biết ngay mà, cái thằng đấy nó có coi mẹ, coi cái nhà này ra cái gì đâu. Ui, không phải như U nghĩ đâu ạ. Có khi tai nạn nghiêm trọng quá nên anh ấy không về được đấy ạ. Cả cái thành phố này chỉ có mình thằng Nghiêm là cảnh sát giao thông à? Vắng nó không ai giải quyết được công việc à? Họ hàng làng xóm ai cũng thắc mắc, con rể ở ngay Hà Nội mà dỗ chạp lễ nghi trong dòng họ, không bao giờ thấy nó vác mặt về cả. Còn gái mình ăn ở vô duyên quá cho nên nó khinh thế mà. U ơi, U đừng nói như thế ạ. À, U nói sai à? Dạ không ạ, U không sai. Anh Nghiêm cũng không sai, do hoàn cảnh nó sai. Mà bây giờ mình không thay đổi hoàn cảnh thì mình thay đổi thái độ đi U. U hoan hỉ lên, vui vẻ lo đám dỗ cho bác trai. Vắng mợ chợ vẫn đông. Đấy, các cụ ngày xưa vẫn nói thế còn gì. U nhà vui cái gì mà vui, chỉ có muối mặt với hàng xóm láng giềng với bà con họ hàng thôi. Con liệu làm được cái gì thì làm đi. Ủa xuôi. Khách khứa lát nữa cứ để con tiếp. Đúng rồi đấy U ạ. Để bà con. Ủa xuôi. Không khóc nữa. Mày phải bản lĩnh lên. Chứ khóc vì chồng thì chắc tao không khác gì cái cây héo khô thiếu nước. Ôi. Đấy, chồng người đào ấy kìa, vừa báo 4 củ mà nó còn không khóc. Ừ. Lín đi. Nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống không ai bằng mình mày ạ. Chồng của mày ổn áp nhất so với chồng bọn tao rồi. Mày nói đúng. Anh Nghiêm rất ổn. Chỉ có điều là anh không yêu tao thôi. Ôi giời, bà nào giận lên mà chả nói anh ấy không yêu tao. Không làm sao hết, không vì gì phải khóc. Là như thế thật mà. Hồi đấy anh em mới chia tay người yêu thì chị Khánh mai mối cho tao, thế là vội vàng kết hôn luôn đấy. Thôi ạ, à, bà đấy, mai mối cũng chỉ là mai mối thôi, hai người phải gặp nhau rồi tìm hiểu rồi mới cưới, có ai bắt được đâu. Mày nói thế mất quan điểm. Trong cái thời gian ngắn như thế thì làm gì có tình yêu. Lắm là chỉ mà thế nào gọi là tình yêu. Hai người có gặp gỡ, tìm hiểu, ra mắt họ hàng hai bên rồi mới cưới, cả một quá trình thế cơ mà. Tuy thời gian cũng hơi ngắn thật, nhưng mà vẫn là tình yêu. Ta thấy Yên nó nói đúng mà. Anh Nghiêm lựa chọn tao chỉ vì đến thời điểm thôi. Còn tao thì cứ nghĩ là cứ phải sống chung với nhau rồi tình cảm mình có thể vun đắp dần dần. Thế nhưng mà chúng mày không thể nào hiểu được